For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất. Vụ chuyến bay giải cứu, cựu cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan nói không vượt qua được cám dỗ vật chất. Chiều 25 tháng 12, phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần xét hỏi nhóm bị cáo buộc nhận hối lộ. Đứng trước buộc khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nói xin giữ nguyên kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và bổ sung phần trách nhiệm dân sự liên quan đến căn hộ của mẹ bị cáo bị kê biên. Theo bà Lan, căn hộ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đứng tên bà. Tuy nhiên, đây là tài sản của bố mẹ mua từ năm 2010. Mẹ bị cáo đã 90 tuổi, đã có đơn xin giải tỏa kê biên căn hộ này để có nơi ở những năm tháng cuối đời, bị cáo Lan nói. Bà Lan đề nghị hội đồng xét xử kê biên các tài sản còn lại của mình để khắc phục hậu quả. Nếu số tài sản này không đủ thì bị cáo xin được lao động để khắc phục, bà Lan nói và cho hay. Bị cáo là mẹ đơn thân, gia đình chỉ có mẹ già và hai con nhỏ nên việc khắc phục hậu quả vụ án gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục trình bày, bị cáo Lan mong tòa xem xét lại tình tiết tăng nặng, lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội. Nữ bị cáo cho rằng quá trình công tác tại Cục lãnh sự, bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ, ý định, mưu đồ tư lợi. Trong quá trình cấp phép chuyến bay giải cứu, bà cũng không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mong tòa không áp dụng tình tiết tăng nặng với tôi. Bà Lan nhận thức được hành vi nhận quà, tiền của doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay là sai trái. Bị cáo rất ân hận vì đã không vượt qua được cám dỗ vật chất, xin được sám hối tất cả tội lỗi, bà Lan phân trần. Nhận của doanh nghiệp 25 tỷ đồng mới khắc phục được 1,2 tỷ, số tiền còn lại đi đâu? Chủ tọa chất vấn, bị cáo cầm của các doanh nghiệp 25 tỷ, đây là số tiền rất lớn, nhưng đến nay bị cáo mới khắc phục được hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các tài sản bị kê biên của bị cáo đều có trước lúc phạm tội. Vậy bị cáo đã dùng số tiền này vào việc gì? Từ năm 2020 đến 2022, bị cáo sao có thể tiêu hết số tiền này? Cựu cục trưởng Cục lãnh sự đáp, hiện gia đình bị cáo không còn một đồng nào. Chủ tọa cho hay, hầu hết các bị cáo trong vụ án này đã khắc phục hết hậu quả, chỉ còn bị cáo không có ý thức khắc phục. Đây là tình tiết để tòa xem xét về thái độ của bị cáo. Cuối phần trình bày, cựu cục trưởng Cục lãnh sự nói từng được tặng bằng khen vì có thành tích trong chống dịch COVID-19, mong tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tiếp tục nhắc nhở, bị cáo nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp từ năm 2020 sang năm 2021 được tặng bằng khen, vậy có xứng đáng không? Bị cáo Lan vẫn khẳng định, bị cáo không có mưu đồ tư lợi trong thời gian dịch bệnh. Chủ tọa, bị cáo nên suy nghĩ trước khi nói, đừng nói như cái máy, thành khẩn hay không, bản thân bị cáo biết. Theo cáo buộc, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, có 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ và được bà Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc cấp phép chuyến bay. Quá trình từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, bị cáo Lan đã nhận hối lộ 32 lần của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hương Lan bị tòa sơ thẩm tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.